Hương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa do Bệnh viện Orancus Memorial Bảo Trợ xin được trở lại với quý vị. Và hôm nay cũng có sự trở lại của một bác sĩ chuyên về khoa thận, đó là bác sĩ Sơn Đinh. Hương Thơ xin mến chào bác sĩ Sơn ạ. Dạ, chào chị Hương Thơ và xin chào quý vị. Thưa bác sĩ, hôm trước mình phần đầu mình có nói về bệnh thận và những cái mình có nhắc tới sơ sơ về vấn đề suy thận, thì hôm nay Hương Thơ muốn đào sâu thêm về đề tài này. Thì Hương Thơ có một người bạn thân cũng ghép thận. Và câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ trả lời là tại sao người ta bị suy thận? Suy thận là gì thưa bác sĩ? Suy thận thì nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà đối với ở bên Mỹ thì thường thường là người ta bị chủ yếu là tiểu đường rồi bị cao huyết áp, xong rồi thành suy thận. Rồi có một số người họ bị bệnh nó gọi là bệnh thận đa nang, nó cũng bị suy thận nữa. Và một số bệnh thận mà nó dính tới cái thận giống như nó gọi là glomerulonephritis. Những người bị bệnh lupus hoặc là những bị bệnh gọi là IgA nephropathy thì nó cũng bị suy thận. Cái người Á Châu mình ấy, thì đặc biệt cái IgA nephropathy cũng thấy nhiều lắm. Thường thường nhiều khi mình không có biết nó là cái gì hết, tự động đi bác sĩ gia đình thôi, rồi người ta bảo kỳ này thử nước tiểu thấy nó có máu trong nước tiểu, có ít protein trong nước tiểu. Xong rồi bệnh nhân bảo tôi thấy cái bệnh này cũng bị cả 10 năm rồi, không có gì đáng lo hết. Nên bác sĩ hồi xưa có nói vậy nhưng không biết tại sao, nhưng mà cái đó là cái thường thường là một triệu chứng của cái bệnh IgA nephropathy, nó rất là phổ biến đối với người Á Châu của mình. Mà cái đó mình không theo dõi thì dần dần nó cũng phát thành cái bệnh thận, suy thận. Rồi khi mà cái thận mình đã suy rồi thì từ từ nó đi theo từng giai đoạn một, và cuối cùng đến lúc sẽ cần phải lọc máu hoặc là phải ghép thận. Vâng, Hương Thơ có một người bạn thì bị suy thận bởi vì áp suất máu không được kiểm soát. Thì bác sĩ có thể nói thêm về cái lý do về đến từ blood pressure thưa bác sĩ? Cái huyết áp nó quan trọng, nó tại vì cái thận là cái cơ quan để mà nó điều hòa cái huyết áp trong cơ thể của mình. Mà khi mà cái huyết áp mà nó lên cao quá thì nó hư hết tất cả những cái phần cái cơ quan mà liên quan tới vấn đề gọi là vascular, tức là về tim mạch. Vâng. Tức là nhiều khi ta cao huyết áp thì nó bị đau tim, bị suy tim, bị tai biến mạch máu não, và cũng vậy bị hư thận. Cho nên là huyết áp thì nó chủ yếu là bởi vì nó vì vậy thôi, tại vì khi mà huyết áp trong cái mạch máu của mình nó lên cao quá dần dần thì cái mạch máu nó từ từ nó sơ cứng dần đi. Mà nó khi sơ cứng dần thì bắt đầu nó làm hư cái thận của mình. Vâng, bác sĩ có thể nhắc lại sơ sơ qua về cái chức năng của chế thận, vì nó có liên quan đến mạch máu, về máu và các bệnh về tim mạch. Thì nói chung là cái thận ấy, thì chủ yếu nó là một cơ quan lọc máu. Thì tất cả các cái hoạt động trong cơ thể của mình, trong cái mức tế bào thì nó có rất là nhiều chất thải. Thì cái chất thải khi mình thải ra thì thải qua cái đường thận. Cho nên cái đó là cái quan trọng nhất. Tất cả giống như những cái như là mình khi mà mình tiêu hóa thức ăn mình trong người mình, nó qua các tế bào thì nó ra các chất thải thì phải thải ra ngoài. Cái thứ hai nữa là cái điều hòa về cái huyết áp trong cơ thể mình. Thì cái thận nó có một cái chức năng rất là quan trọng về cái điều hòa huyết áp. Cho nên những người mà bị bệnh thận, đầu tiên là bảo bị cao huyết áp rồi bị bệnh thận, sau khi mà cái thận nó suy dần, nó rốt cuộc cái huyết áp lại càng khó chữa, tại vì cái thận nó mất cái chức năng nó đi, cho nên rốt cuộc cái huyết áp nó càng cao hơn. Và cái vấn đề thứ ba nữa là ví dụ như là huyết thận nó cũng chế ra cái hormone để mà nó giúp cho cái hồng huyết cầu trong cơ thể mình, cho nên những người suy thận dần dần cũng bị thiếu máu, mà người ta phải cần cho cái thuốc bổ máu. Mà cái thuốc đó không phải như mình nói là thuốc chất sắt hay là folic acid, mà là cái thuốc để mình trích vào nó là hormone để mà nó giúp cho cái hồng huyết cầu của mình nó khá hơn. Rồi những cái bệnh xương, tại vì cái thận nó là tất cả các khoáng chất trong cơ thể mình nó qua cái thận hết, cho nên là những người mà bị suy thận rồi dần dần nó cũng bị mục xương, cho nên người ta phải có những cái thuốc để mà nó giữ vấn đề đó nữa. Đó là những cái gọi là chức năng căn bản của cái thận. Tất nhiên khi mà nước vô trong người thì phải đi ra cái đường thận, cho nên nếu mà cái thận mà nó yếu dần rồi về sau rồi, những cái giai đoạn thứ tư thứ năm có nhiều người uống nước vô nó không chịu nổi nữa, tại người mình bị phù lên bởi vì cái thận nó không có thải được cái nước ra, thì đó là một cái phần đó của thận. Rồi tất cả những cái gọi là acid B trong cơ thể của mình là cũng qua thận hết, cái thận nó điều chỉnh hết. Cho nên cái thận nó rất là quan trọng trong cơ thể mình, nó lo phần lớn tất cả những cái khoáng chất trong cơ thể mình ra vô, và cái acid trong người mình với lại các nước trong người mình thải ra qua cái thận hết và các chất thải trong cơ thể của mình. Vậy hai cái chính là máu và nước phải không ạ? Là phải trải qua và được thận phải lọc ra. Vậy những cái chất thải nó đi ra về đường tiêu ra đường hormone nước tiểu. Cái như là cái một mình nói nó ví dụ như mà gọi là cái cơ quan bài tiết, nó là về nói chung là ở cái mức gọi là mình khi mà cái dinh dưỡng nó hấp thụ vô máu rồi, nó đưa qua tế bào trong khi nó trao đổi chất thì nó ra cái chất thải đó. Chứ mình không phải nói là cái chất thải giống như trong đường ruột là khác. Đường ruột là
cái đồ ăn mình vô là nó hấp thụ các cái dinh dưỡng vô, còn lại cái chất mà nó không hấp thụ được thì nó đi ra, nó thải qua cái đường hormone, thì cái đó lại là khác, cái đó nó gọi là cơ quan tiêu hóa, nó không có dính dáng đến cái bài tiết sau khi mà lỏng không ạ. Vâng, nó ra vâng, cái này là tức là khi mà đã có gọi là tất cả các dinh dưỡng vô trong cơ thể mình rồi, mình bảo ồ dinh dưỡng tốt quá, mình hấp thụ hết 100%, đúng vậy, mình hấp thụ sau đó trong cái tế bào của mình bắt đầu nó dùng cái năng lượng đó, thì nó bắt đầu có những chất thải, thì bắt đầu nó mới ra cái đường nước tiểu. Vâng. Thì nó gọi là bài tiết. Với lại những cái thuốc mình uống vô, hoặc những cái đồ như là phần lớn là thuốc men mình xài vô, nó cũng thải qua cái đường thận hết. Dạ, Hương thưa hiểu thêm. Vâng, thưa bác sĩ, có cái xét nghiệm nào mình có thể truy tầm cái bệnh suy thận sớm không ạ? Phần lớn ấy, thì cái bệnh suy thận nó không có một cái triệu chứng gì để mình thấy hết. Cho nên phần lớn là mình đi chơi, ví dụ mình đi gặp bác sĩ gia đình thì người ta bắt đầu người ta mới thử routine thôi, tức là người ta thử nước tiểu. Thì mình ta thấy trong nước tiểu hoặc là có chất đạm hoặc là có ít máu trong nước tiểu, thì người ta biết là mình có bị bệnh thận, tức là bị có vấn đề gì đó. Hoặc là người ta thử máu, người ta coi một cái số nó gọi là creatinine. Cái creatinine là một cái enzyme, tức là một cái chất xúc tác trong cái tế bào, trong cái bắp thịt cơ thể mình, nó release ra. Bình thường nó giữ rất là ổn định, nhưng mà nếu mà cái thận mình suy ấy, thì dần dần cái số lượng nó lên cao, thì người ta nhìn cái số đó, người ta bảo mình bị bệnh thận, thì lúc đó người ta mới đưa tới bác sĩ chuyên môn để coi. Vâng, vậy là bệnh về suy thận mình không có triệu chứng nào để cho biết sớm. Thường thường triệu chứng là thường nếu mà trường hợp bị cấp tính, chẳng hạn những một số người có triệu chứng, ví dụ như là người ta bị lupus, bị flare mà nó ảnh hưởng vô thận đó, tức là lupus nephritis, thì khi mà nó bị nó là cấp tính thì mọi sự trong cơ thể mình nó thay đổi quá nhanh, thì mình có thể mình thấy triệu chứng nó liền. Tức là ví dụ nhiều khi đùng một cái vô mà thấy bị mệt mỏi, bỏ ăn, bỏ uống, huyết áp lên cao, rồi đau bụng này nọ kia, thì nhiều khi nó có triệu chứng. Còn những người mà bị suy thận kiên niên, thường thường người ta không có thấy cái gì hết. Cho tới cái giai đoạn mà thứ tư hoặc thứ năm, người ta mới sưng phù, hoặc là bỏ ăn, hoặc là ngứa ngáy, hoặc là yếu, đúng mệt quá muộn, đi. Đúng không, thì đúng rồi, lúc đó thì quá muộn, cho nên vâng, thường thường là vẫn phải theo dõi bác sĩ gia đình. Nếu mình bị có tiểu đường, cao huyết áp, tức là những cái gọi là cái nguyên nhân của cái thận, bị bệnh thận, thì mình thường thường mình phải theo hỏi dõi bác sĩ bảo cái thận của tôi tình trạng nó như thế nào, người vâng, ta để ý tới trước. Và sau khi biết mình bị suy thận rồi, được chẩn đoán là bị suy thận, thì cái phương pháp điều trị cho những người suy thận như thế nào, có bao nhiêu phương cách thưa bác sĩ? Vâng, cái giai đoạn mà suy thận thì nó đi từng giai đoạn, từ giai đoạn thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Khi mà tới cái giai đoạn thứ 5 thì mình là cuối cùng rồi, tức là cái giai đoạn mà cái thận nó sơ cứng nhiều rồi, nó teo lại rồi, thì nó mất hết những cái chức năng lọc nữa, thì lúc đó mình phải cần lọc máu, hoặc là mình nếu mà có thì mình ghép thận. Còn nếu mà cái đoạn đấy thứ tư chưa cần lọc máu thì nó có một số những cái vấn đề liên quan đó, ví dụ chẳng như là bị thiếu máu bởi vì suy thận, hoặc là mình các cái vấn đề mục xương vì suy thận, thì mình phải chữa những cái vấn đề đó. Giai đoạn sớm hơn nữa chẳng hạn vậy, giai đoạn thứ ba có một số người cũng có những cái vấn đề đó, tùy theo cái bệnh của mình, nhưng mà chủ yếu mà mấy cái đoạn thứ ba, thứ tư, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mình chữa cái nguyên nhân của cái bệnh thận trước, ví dụ mình tiểu đường, cao huyết áp, mình chữa cái đó, và ngoài ra có một số những cái mình liên quan tới cái bệnh thận nó thì mình chữa theo. Yeah. Vậy khi nào mình cần đến lọc thận và ghép thận thưa bác sĩ? Thường thường cái dây thận nó chia ra 5 giai đoạn. Giai đoạn mà nó gọi là mình bảo là giai đoạn thứ 5 trở đi, là lúc đó là mình cần phải nó gọi là renal replacement therapy, tức là mình phải dùng cái phương pháp ngoài để mình lọc giúp nhân cho tạo cái thận. Không ạ? Lọc máu nhân tạo. Coi như là cái thận nó vẫn hoạt động nhưng mà nó không có đủ, nó không có như là đủ để mà lọc hết các chất thải đấy, thì người ta có thể là lọc máu. Người ta lọc máu thì coi như là mình, tức là mình lấy máu mình cho ra một cái máy nó lọc hết các chất thải ra, nó điều chỉnh các cái khoáng chất, xong nó trả cái máu lại cho cơ thể mình. Hoặc là một cái phương pháp nữa nó gọi là peritoneal dialysis, tức là cũng gần như là lọc máu mà gọi là lọc thận, tức là nó không có dính dáng tới máu hết. Người ta cho nước vào trong cái khoang bụng mình, một cái loại nước biển cho vào đó, xong mà cái nước nó ở trong đó khoảng mấy tiếng hồi, xong người ta mới xả cái nước đó ra, thì các chất thải này đi ra đường đó luôn. Nếu mà đó là những trường hợp mà gọi là mình không có cái quả thận nằm thay thế. Còn nếu mà mình có một quả thận mà thay thế thì coi như là mình dùng trường hợp như là ghép thận, thì coi như là lúc đó mình sẽ không cần phải dùng tới phương pháp lọc máu hoặc lọc thận nữa, thì cái thận mình ghép nó sẽ thay cái thận cũ, hoặc là nó phụ vô cái thận cũ để nó làm việc. Thưa bác sĩ, nếu mình không tìm được một quả thận mà phù hợp á, người ta có thể sống với vấn đề mà lọc máu suốt đời không ạ? Đến cuối đời không ạ? Thì đúng rồi, thì nó cũng sống nha. Yeah. Người ta vẫn cần có thể lọc máu được một thời gian rất là dài. Nhưng mà tùy theo những vấn đề khác nữa, ví dụ bệnh tim mạch của mình, hoặc là bệnh
cao huyết áp, cao mỡ nếu mình giữ thì người ta có thể lọc máu suốt đời được. Mà nghe nói đau đớn lắm không bác sĩ Đúc Kim Vô? Vâng, đúng rồi, nó cũng có một cái phần đau đớn, tức là cái ví dụ như là lọc máu mà người ta phải cắm kim vô các cái mạch máu của mình thì nó cũng có cái vấn đề là nó, tất nhiên là cắm kim vô thì phải có vấn đề nó hơi đau một chút xíu. Thì tùy từng người, có những người rất là chịu rất là tốt, mà tùy theo cái khả năng của cái ven của họ nữa. Có nhiều người thì họ cái ven nó bé quá không tìm được. Vâng, có nhiều ven nó nhỏ quá thì rốt cuộc nó thành rốt cuộc là cắm vô nó không có vô đúng chỗ, rồi nó bị nó ở hematoma, tức là máu nó đọng thành ở chỗ đó, hoặc là rồi nó đủ cái vấn đề thì nó có. Còn thường thường nếu mà mình có chuẩn bị tốt mà mình có cái ven tốt đó, thì cũng không đến nỗi nào. Và họ phải giải phẫu để gắn cái gì ở trong ngực. Vâng, cái đó là cái khác nữa, cái đó cũng là hình thức cũng là dùng để nếu mà người ta không có một cái fistula hay là graft á, tức là cái mạch máu lớn thì người ta phải cho một cái gọi là cái catheter, tức là giống như một cái ống cắm một cái tĩnh mạch chủ ở đó, thì người ta dùng cái ống đó thì người ta lấy máu ra rồi hoặc là với lại trả cái máu lại cho cơ thể mình. Thì cái đó thì không còn đau đớn nữa, tại vì tất cả mọi sự là người ta nối ở ngoài cái ống hết. Nhưng mà thường thường xài cái đó thì không nên, bởi vì nó bị nhiễm trùng nhiều hơn so với những xài cái phương pháp khác. Là không bị cái này thì bị cái khác. Đúng rồi. Thì nói tóm lại cái tiến trình lọc thận, Hương Thơ thấy cũng sau khi lọc thận đa số người ta cũng thấy mệt mỏi, bác sĩ. Tại sao cũng vậy? Cũng mệt mỏi. Tại vì thật sự ra mỗi lần mà lọc máu người ta lấy nước trong người mình ra. Ta lấy thường thường phần lớn người đó họ giữ nước trong người nhiều. Cho nên mỗi khi mình lấy nước thì mình lấy từ nước ở trong cái mạch máu ra thì rốt cuộc nó mệt mỏi lắm, giống như là mình bị mất nước rất là nhiều. Thì có nhiều người họ phục hồi trong vòng nửa tiếng, có người 2-3 tiếng, có người cả nửa ngày mới phục hồi lại được. Có một người, có người về lọc cả một ngày sau họ mới trở lại bình thường. Nhưng mà thường thường tùy theo từng người và từng cái thể chất. Có nhiều người đi làm sau đó trở về 5-6 giờ chiều họ đi lọc máu xong họ về nghỉ ngơi được. Có nhiều người đi lọc buổi sáng sau đó họ vẫn đi làm được, thường thường những người rất là trẻ hơn mà vẫn thường đi làm được. Còn phần lớn thì ai cũng có hơi mệt một chút xíu, giống như mình vậy, gọi là nó mệt giống như mình phơi nắng nó hết hơi, đại khái là vậy. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại ngắn. Sau đó chương trình Câu chuyện y khoa của Bệnh viện Oncos Memorial do Hương Thơ điều hợp mỗi tuần đến với quý vị cùng với sự tham gia của các bác sĩ Việt Nam hay là ngoại quốc tham gia chương trình sẽ đến với quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2. Xin cảm ơn.